Cho nên một cái tích này rất là hay quý vị, là một thiền sư nào viết một cái chuyện này rất là ý nghĩa, là chuyện con cục phân bò và con giòi, nó hay rút rỉa trong phân bò đó quý vị. Tức là tiền kiếp có hai người bạn này sống rất là thân với nhau. Thì một hôm hai người này, một người biết tu tập, một người chơi thân nhưng một người không biết tu tập. Thì thưa quý vị, là một người khi mà chết đi được biết tu tập, được sanh về cõi trời. Một người bạn thứ hai không biết tu tập, bị gì? Bị đọa làm con giòi ở trong đống phân bò. Thì người bạn mà ở trên trời mới nghĩ tới người bạn cũ của mình rất là thân, cho nên tìm cách quán tìm, tìm coi dùng thần thông tìm coi bạn mình đang ở đâu, và cuối cùng phát hiện người bạn của mình là một con giòi đang rút rỉa ở trong đống phân bò. Thì bắt đầu người bạn này mới xuống xuống tìm và kêu con giòi đó kể lại cái tiền kiếp của mình là hai người bạn thân, và kể rằng bây giờ tôi đang sống ở trên trời rất là sung sướng, tôi sống rất là lạc quan sung sướng và đầy đủ hưởng thụ vật chất rất là sung sướng. Bây giờ bạn sống ở đây như thế nào? Thì con giòi nó nói rằng tôi thấy đống phân bò là thiên đường, tôi thấy rất là an lạc, rất là thích, rất là sung sướng. Thì lúc đó con cái vua vị vị bạn ở cõi trời mới nói rằng cái này khổ lắm, ở đây ba cái phân này nhơ nhớp uế nhiễm rất là hôi thối, tại sao mà lại sướng, cõi trời rất là tuyệt vời, bây giờ đi với tôi đi. Thì bà cái con giòi nó nói tôi không đi đâu, tôi thấy đây là một thiên đường của tôi rồi, tôi không đi. Thì lúc đó cái người bạn ở thiên đường mới dùng cái tay mình bóc con giòi ra. Thì con giòi nó trơn mà nó dơ cái vị, rồi nó cũng luộn lại, nó lăn vô lại cái đống phân bò của nó. Và ba lần như vậy, người bạn cõi trời này ba lần bóc con giòi ra, nó cũng nhảy vô lại đống phân. Thì vị thiền sư viết lên một câu chuyện này để nhắc mỗi người chúng ta một cái ý là gì? Khi một người mà họ đã cố chấp, họ đã si sống với cái nghiệp của họ nó đẩy cho họ như vậy, không có tu tập, thì họ cứ chấp rằng cái đó là tốt. Cho nên nhiều khi quý vị nói thấy nhiều vị đi lang thang khổ quá, thấy nhiều vị ăn này kia khổ quá, mà nhiều khi với mình nhìn mình nói khổ, mà người ta thì người ta thấy an lạc. Thì cái đó sống với cái cố chấp, sống với cái tà kiến, sống với cái chấp như vậy, cho nên cho đó là an lạc. Cái nghiệp của mỗi người cho nên nó khiến như vậy. Cho nên mình thấy rằng nếu chúng ta mỗi người có một cái chấp thủ nào đó thì chúng ta phải gì? Nhiều khi khai khai ngộ hoài mà không thông. Quý vị thấy thời Đức Phật có những người ngài thấy ngài có duyên, ngài biết rằng người này ngài khai thị người ta sẽ ngộ, thì ngài sẽ khai thị liền. Còn nếu biết rằng người đó mà ngài không độ được thì ngài không không thể. Quý vị thấy hồi nãy cô dâu chú rể mà trong cái lễ đám cưới đó, ngài chặn lại, ngài nói kêu pháp cú này, hai người nó ngộ liền và chứng quả Tu Đà Hoàn. Đương nhiên vẫn cưới nhau nhưng mà họ hiểu chánh pháp, thì họ vẫn cưới một đời sống gia đình nhưng mà họ tu tập. Để gì? Để không bị khổ đau. Chứ còn nếu những người họ không ngộ, không hiểu chánh pháp thì cứ sống với những cái khổ đau. Còn mình ít ra mình hiểu Phật pháp, mình biết tìm đến gì? Đến chùa để tu tập, mình biết tìm đến pháp để nghe, mình biết tìm đến kinh để mình tụng. Còn có những người quý vị nói sao biết không? Tôi tụng kinh nhức đầu, nghe pháp cũng nhức đầu, rồi làm gì nữa? Nhưng mà những cái khác thì lại thích vui hơn, những cái vui thế gian khác thì vui hơn. Thì mỗi người có một cái nhìn, cái chấp như vậy, cho nên mình khó. Nhưng mà nếu những người có đầy đủ phước báu, tức là cũng có làm phước, có tu tập, tự nhiên ai nhắc cái tỉnh ngộ liền. Có nhiều vị nhiều khi không có tin chánh pháp, không có tin Tam Bảo, không tu tập, nhưng mà gặp cái duyên nào đó nghe một câu pháp tự nhiên tỉnh ngộ, là thoát được cái nghiệp đọa đày. Tỉnh ngộ cố gắng tu tập để chuyển nghiệp, nhưng mà có những người khai ngộ hoài không thuộc không tỉnh, cứ nói bận gia đình, bận con cháu, rồi bận gì nữa quý vị, bận đủ thứ cái hết, cuối cùng cuộc đời chúng ta cứ bận suốt, rồi tới khi tới lúc vô thường đến thì lúc đó kêu không kịp nữa. Cho nên quý vị phải phải cái nhìn để gì, mỗi người chúng ta phải thấy rằng Đức Phật nói
cái tham, chúng ta cũng tham đó, tham gia đình, tham mọi thứ, tham nhiều cái, cho nên cái tham đó nó cột mình, chúng ta không có thời giờ để tu tập chuyển hóa những cái ý nhiễm trong lòng của mình. Rồi quý vị có ai thắc mắc về cái bài pháp cú này không? Cái này dễ quá đúng không? Tức là lửa này rất là nguy hiểm, lửa tham, rồi ác, ác sân giận là cái ác rất là nguy hiểm, giận lên rồi là bất chấp, rồi khổ nào bằng khổ ẩn. Chúng ta thấy điều vậy thì mình cố gắng, mỗi người chúng ta mình cố gắng mình chuyển hóa để mình tu tập. Thì đây là một cái bài pháp cú ý nghĩa mà Đức Phật nhắc chúng ta. Khi mà mình biết mình khởi sân lên, cho rằng cái sân đó là sân gì, quý vị đừng nói rằng tôi sân là thiện, tại vì người ta chửi tôi mới sân. Đã sân tức là ác rồi quý vị. Quý vị đừng nghĩ rằng tại do cái chuyện đó mà chúng tôi sân. Chỉ cần chúng ta khởi niệm sân giận là chúng ta ác. Cho nên quý vị thấy cuộc đời Đức Phật không? Bao nhiêu cái người ta đem lỗi tới cho Phật, chứ Phật đâu có tạo lỗi. Người ta tự chửi, người ta tự làm ác, nhưng mà Ngài vẫn tự tại, Ngài không sân. Tại vì tội gì vì những cái chướng duyên đó mình sân, là vô tình mình tạo cái nghiệp cho mình. Cho nên quý vị cố gắng làm sao mình tập những cái trái ý nghịch lòng mình vẫn tự tại, thì cái đó quý vị mới là có chánh kiến. Mà muốn được như vậy, quý vị phải luôn luôn chánh niệm nghe. Chánh niệm trong từng lời nói, từng suy nghĩ, từng hành động của mình, mình để ý thì tự nhiên chúng ta không có sân. Cho nên quý vị thấy nhiều người họ cả ít khi họ sân, tại vì họ cần, họ chánh niệm được, họ thấy được những cái xấu đó, cho nên họ giữ được cái niệm lành của mình. Còn nhiều khi mình nhiều khi tự nhiên bộc phát, muốn chửi ai chửi, muốn nói gì nói, nhiều khi cái đó là cái niệm sân chúng ta trong lòng chúng ta không có diệt trừ. Cái tâm mình hàng ngày, giống hồi nãy quý vị đọc bài kinh đó, đem cái bát về quăng đống đó không lau chùi thì gì, nó bụi bặm nó bám vào thôi. Mà bụi bặm bám vào, hoặc là cái tâm mình không lau chùi, không nhổ cỏ thì sâu rệt nó bám. Bám thì chúng ta dễ sân, dễ nổi sân. Bất cứ cái gì trái ý chúng ta dễ nổi sân. Cho nên mình cố tu làm sao mà những cái gì trái ý nghịch lòng mình vẫn cười, mình vẫn vui, thì cái đó chúng ta là luôn luôn ở cõi niết bàn, tịnh lặng. Thì khó chứ không phải dễ quý vị. Mình phải tập thường xuyên, mình phải chánh niệm tỉnh giác thường xuyên. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì không? Hết thắc mắc ha? Thì quan trọng là mình phải biết thấy, giống như hồi nãy quý vị đọc bài kinh đó, ế nhiễm. Tức là chúng ta có ế nhiễm, chúng ta có niệm sân, chúng ta có cái tâm niệm đó, nhưng mà mình tuệ tri được, tức là mình thấy được, tức là mình thuộc hạng người tối thắng, ưu thắng. Tức là mình khi mình sân rồi, mình nói hồi nãy mình sân là sai. Biết rằng người đó có tạo cái sai cho mình, nhưng mà mình sân là sai. Người ta đã sai, mình còn sai nữa, mình sân lên nữa. Cho nên quan trọng là chúng ta thấy được. Mỗi người chúng ta ai cũng đều thấy, bản thân mình đều thấy được cái lỗi của mình, tự nhiên thế giới này hòa bình, không có chuyện gì xảy ra. Chứ còn quý vị sân xong rồi giận, ôm cái giận suốt này kia thì cái đó mới là nguy hiểm. Thì cuối cùng đó, hồi nãy mà quý vị đọc đó, ôm cái đó, ôm cái tham, cái sân, cái giận mà chết. Thì cái đó mình khổ, chứ không có ai khổ dùng mình đâu. Không ai thay thế dùng mình được hết. Người thân mình có giúp mình thì cũng chỉ đưa ra tới cái chỗ chôn thôi, hoặc đem tứ lò thiêu thôi, không giúp gì được khác nữa. Cũng giúp mình cầu nguyện thôi, nhưng mà cầu nguyện nếu quý vị không tỉnh ngộ, quý vị vẫn bị đọa đày. Chứ không phải người thân cầu nguyện là quý vị được thoát. Cầu nguyện nhưng mà nếu cái hương linh đó, cái tánh giác, cái người đó, cái không có tỉnh ngộ, không chuyển, không để sám hối nghiệp chướng của mình thì vẫn bị đọa đày như thường. Cho nên mỗi người chúng ta phải tự mình luôn luôn sống với đời sống chánh niệm để thấy được cái sai của mình để sửa. Là Đức Phật dạy lúc bây giờ có một cô gái con một dòng tộc cao quý làm một cái lễ đám cưới, một lễ cưới rất là lớn. Và đó quý vị thấy thời Đức Phật á, đâu phải người tang lễ trong cái lễ cưới tốt đẹp như vậy đó mà họ thỉnh Phật tới làm gì quý vị? Làm phước. Thỉnh Phật về nhà để cúng trường trai tăng, để cúng dường. Thì khi mà Phật với chúng tăng đến nhà thì Phật thấy á, cô con gái, cô con dâu á, cô mời cô dâu còn biết là để ý lo chuẩn bị đồ để cúng dường Phật và chư tăng. Nhưng mà cái ông chú rể thì ông cứ lo ngắm cô dâu không à. Tức là không để ý tới
tới vấn đề Phật không không thèm nhìn Phật, không để ý tới chúng tăng, không để ý mà chỉ biết nhìn cô dâu. Thì Phật biết cho nên Ngài mới dùng thần thông để làm gì quý vị? Lúc đó là Ngài chặn lại để cho cái người chú rể không thấy được cô dâu nữa mà chỉ thấy Phật thôi. Thấy Phật và chúng tăng thôi. Thì sau khi mà thấy như vậy thì Đức Phật mới gọi, Đức Phật mới nói, nói cho hai vị biết là lửa nào là pháp cú 202 đó quý vị. Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Cái câu này rất là chí lý quý vị. Nhiều khi mình để ý là mình sẽ thấy lửa nào sánh lửa tham. Quý vị thấy ngọn lửa bên ngoài mà nó cháy nhà, cháy cháy này kia, quý vị còn dập được đúng không? Mình còn lấy nước, lấy khí chất này kia để dập được cái lửa, mình còn dập được. Nhưng mà cái lửa tham trong lòng mình, mỗi người mà khi tham rồi là khó dập lắm. Nếu không biết tu tập, không có chân lý, không có biết đường hướng tu tập thì mình tham có tham gì quý vị? Tài, sắc, danh, thực, thùy, tham tiền, tham sắc, tham danh vọng, tham gì nữa quý vị? Tham ăn, tham ngủ. Đó, quý vị thấy năm cái tham đó mình có cái nào không? Chắc cũng có, ít nhiều gì cũng có. Tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ngủ, tham ăn. Là năm cái tham này, lửa nào sánh lửa tham. Cho nên cái lửa này nó rất nguy hiểm, nó đốt cháy mình, đốt dần, đốt mòn. Nó đốt cháy mình từ từ, mình không biết được. Mà nếu chúng ta phải thấy được cái tham của mình mới bỏ. Mình nói tôi đâu có ham danh đâu, tôi chỉ đi khoe vậy thôi, tôi đâu có tham đâu. Nhưng mà đi khoe là mình cũng muốn cầu danh rồi. Cho nên là bất kể tất cả chúng ta, nhiều khi cái vi tế mình không thấy. Nhiều khi mình ngủ, mình nói 6 giờ mình dậy, cái sáng này mình nói thôi mệt quá, ở nhà ngủ, cái đó cũng tham ngủ rồi. Mình có tham đó. Rồi ăn cái gì ngon quá, cái cố ăn chút, cho biết rằng ăn vô nó cũng sẽ đau, nó có ít bụng khó tiêu, nhưng mà ngon quá ăn cũng là tham ăn rồi. Cho nên cái tham này chỉ có mình mới chặn đứng được thôi, chứ không ai chặn dùm hết. Người khác chỉ là người chỉ thôi, nhưng mà mình phải thấy và chặn nó mới được. Cho nên cái lửa tham này không phải như lửa bên ngoài. Lửa bên ngoài thì chúng ta đốt được, chặn được, nhưng mà nhờ người khác để dập tắt được. Nhưng mà cái lửa tham trong lòng mình chỉ có mình dập tắt thôi. Rồi ác nào bằng sân hận. Lần sau quý vị, là khi mà cái tham mình không được, mình muốn mà không được là bắt đầu cái gì? Sân si lên. Mình muốn phải được như vậy, mình muốn phải được cái ăn, mình muốn phải được cái danh đó, mình muốn phải được cái tiền đó, mình muốn phải có giấc ngủ ngày hôm đó. Mà tự nhiên nhiều người quấy rầy, mình tức lên, bắt đầu mình sân lên. Thì cho nên nếu mà một người biết, nếu đụng những cái cảnh đó mà mình không sân thì mình mới là mình có cái chánh niệm, mình có cái tỉnh giác nội tâm. Chứ còn nhiều khi mình đụng cảnh, mình nói cái đổ thừa là tại do người đó, tại do người kia tôi mới sân, thì đương nhiên mình đổ thừa là không phải sai. Nhưng nếu mà người chúng ta biết tu, nếu gặp những cảnh đó mà chúng ta không sân thì là chúng ta có cái chuyển hóa nội tâm, có cái chánh niệm tỉnh giác. Cho nên là nếu quý vị muốn không được, quý vị sẽ sân. Mà sân thì gì? Bắt đầu sanh ra ác tâm. Quý vị sân lên là bất chấp, nói không dễ thương, hành động không dễ thương, suy nghĩ lại không dễ thương. Tại vì cái cơn sân giận mình lên mình không biết được đâu. Ai cũng vậy quý vị, không riêng cá nhân ai hết. Khi mà chúng ta mình tự ái, mình khi cái bản ngã cá nhân mình rồi mình sân lên là mình làm cho nó thỏa mãn cái bản ngã của mình, thì cái ác nhiều khi mình tạo ác mình không biết. Cho nên Phật mới nhắc là ác nào bằng sân hận. Cái thứ ba là khổ nào sánh khổ uẩn. Là sao quý vị? Khổ uẩn là gì? Là năm uẩn là thân mình, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn này mà nếu nó không đồng điều hòa, nó bệnh mình cũng khổ. Nó sổ mũi nhức đầu, nó có người cảm sổ mũi nhức đầu, ho bệnh, cản trở con đường tu tập mình, rồi cản trở cuộc sống của mình, cho nên mình khổ. Cho dù quý vị thấy làm cho tới quân vương, làm cho tới chức to vọng trọng, nhưng mà làm cỡ nào, to lớn cỡ nào, giàu có cỡ nào, nhưng mà không chạy thoát qua được sanh lão bệnh tử. Không ai thoát cái cảnh đó. Nếu chúng ta vẫn còn tạo nghiệp bệnh thì chúng ta sẽ chịu bệnh thôi, không tránh khỏi. Cho nên là khổ nào sánh khổ uẩn, tức là cái ngũ uẩn này
nó tương khắc, nó không hòa hợp với nhau, chúng ta cũng khổ. Và cái câu cuối cùng là Phật nói lạc nào bằng tịnh lạc, là sao quý vị? Cái tịnh lạc này là gì? Đó là trạng thái niết bàn, là một cái trạng thái diệt hết phiền não. Ví dụ khi quý vị định khởi một cái niệm sân hận, định trả thù, định hại những cái người đó mà làm trái ý nghịch lòng của mình, nhưng chúng ta tỉnh giác lại, chúng ta nghĩ rằng mình tạo chẳng khác nào mình tạo thêm nghiệp. Tại vì mỗi cái lời nói hành động của mỗi người đều gieo cái nhân đó thì sẽ có cái quả đó. Còn nếu mình làm, mình trả lại cho nó thỏa mãn cái ngã của mình thì mình cũng tạo nghiệp luôn. Chúng ta cũng tạo nghiệp luôn. Cho nên mình thấy được cái đó thì mình diệt được cái phiền não đó, tự nhiên mình không còn khổ đau, mình thấy an lạc. Còn nếu mình cứ nuôi cái hận trong lòng thì chúng ta vẫn cứ khổ cá nhân mình thôi. Cho nên quý vị, mỗi người chúng ta mình phải thấy được cái trạng thái niết bàn. Quý vị không phải chờ, quý vị phải đạt được, diệt được những cái hết phiền não, mà chỉ cần chúng ta diệt được một phiền não, chúng ta có một trạng thái an lạc niết bàn. Chứ còn nếu chúng ta không biết diệt, chúng ta cứ ôm cái khổ đau đó. Cho nên cái câu này Phật nói rất là ý nghĩa, là chỉ cần mà chúng ta diệt được thứ nhất là lửa tham, thì nếu mà bớt tham thì sẽ gì quý vị? Không sân. Mà không sân thì nhiều khi chúng ta sẽ không có bị si. Tại vì khi mà sân lên chúng ta hay bị si mê. Cho nên con người chúng ta có ba cái gọi là tam độc, là tham sân si rồi. Nhưng mà gọi là tam kết. Tam cái kết này nó nguy hiểm, nó cột mình. Thứ nhất là kiến kết. Kiến kết là cái gì quý vị? Tức là cái nhìn sai lệch, tức là chấp nhân và chấp ngã, chấp nhân và chấp tha, chấp nhờ là mình chấp bản thân mình là có, và mình chấp gì? Chấp tự, chấp tha đó. Tức là mình chấp bản thân mình có thật, và chấp những người xung quanh mình, những gì xung quanh mình là có thật, cho nên mình khổ. Quý vị, tại chấp mình có thật cho nên mình mới cho mình là gì quý vị? Ông to bà lớn. Mình mới cho mình là ông này bà kia, cho nên mình còn khổ. Mình còn chấp, chỉ cần ai đụng tới là mình sân, mình tạo cái khổ. Khổ cho mình mà khổ cho người luôn. Cái đó gọi là kiến chấp, tức là chấp tự và chấp tha. Cái thứ hai là gì? Đó là kiến kết. Cái thứ hai là giới thủ kết. Giới thủ kết này là gì quý vị? Mình học ba cái pháp này. Cái thứ hai là gì? Giới thủ kết là gì? Tức là mê tín dị đoan, những cái hủ tục, những cái mà nó lâu đời nó làm tổn hại cho những cái hủ tục, những cái mê tín dị đoan mà làm tổn hại cho gia đình, cho những người xung quanh, mà mình cứ cố chấp, mình cứ nói rằng ngày xưa ông bà mình làm, bây giờ mình phải làm. Mình cứ cố chấp những cái đó gọi là giới thủ chấp. Những cái giới điều, những cái điều lệ, những cái điều luật mà nó không lợi lạc gì cả mà chúng ta cứ chấp, cái đó gọi là giới thủ kết. Và cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là những cái kết mà chúng ta kết gọi là gì? Quý vị nào để biết không? Thứ nhất là gì? Kiến kết. Mình nhớ ba cái ha. Thứ hai là gì? Giới thủ kết. Cái thứ ba là nghi kết. Tức là gì quý vị? Là nghi ngờ. Chúng ta nghi những cái chân lý, sống với cái tâm nghi ngờ, là cái kết đó là cũng là kết phiền não đó quý vị. Những cái chân lý, những cái đạo lý mà chúng ta không thấy, cho nên chúng ta vẫn nghi đó, chúng ta vẫn khổ. Cho nên là kiến kết, giới thủ kết, nghi kết, ba cái đó mỗi con người chúng ta vì chấp chặt những cái đó cho nên mình cứ tạo khổ hoài. Mình thoát được ba cái đó, mình sẽ đạt được tam trí. Tam trí, thứ nhất là nhất thiết trí. Cái này quý vị có từng hay đọc chưa? Có hay đọc không? Quý vị thành từng đọc mà quên rồi đúng không? Nhất thiết trí là gì? Tức là trí tuệ của hàng thanh văn. Tức là gì? Là thấy được tổng tướng của các pháp. Tức là thấy được các pháp là vô thường, vô ngã, là duyên sanh giả hợp, cho nên không chấp. Còn mình là còn chấp cho nên mới đạt gọi là cái kiến kết đó, bị cái kiến kết đó. Thì cho nên gọi là mình thấy được tổng tướng các pháp là giả, là vô thường, giả huyễn, là duyên sanh giả hợp, cho nên mình đạt được cái trí của thanh văn là gì? Gọi là
nhất thiết trí. Cái thứ hai là gì? Là đạo chủng trí, là cái trí tuệ của hàng Bồ Tát. Là gì quý vị? Là biết được các pháp thế gian và xuất thế gian. Khi mà biết được các pháp thế gian và xuất thế gian, tức là để gì? Để mà thấy được các pháp của thế gian và xuất thế gian, để gì? Để độ chúng sanh. Đó là cái trí tuệ của hàng Bồ Tát. Còn trí tuệ của chư Phật là nhất thiết chủng trí. Quý vị đọc trong kinh, quý vị để ý, quý vị sẽ thấy những câu này. Nhất thiết, hồi nãy của hàng Thanh Văn là nhất thiết trí thôi, nhưng mà cái trí tuệ của Phật là gì? Nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là gì? Là thấy được tổng tướng và biệt tướng của tất cả các pháp. Là thấy hết, thấy được từng các pháp, biệt tướng của các pháp, từng cá nhân, từng con người, từng cái giả hợp của các pháp. Cho nên cái trí tuệ của Phật là dung nhiếp cả nhất thiết trí, đạo chủng trí. Cho nên đạt được gọi là nhất thiết chủng trí. Pháp cú này là lúc bây giờ vua Ba Tư Nặc đó quý vị, là đánh trận với khiêu chiến, chiến đấu với vua A Xà Thế thì 3 lần. Lần thứ nhất đánh thất bại, không sao, nuôi chí. Lần thứ hai đánh tiếp cũng thất bại, rồi lần thứ ba cũng thất bại. 3 lần ông đều thất bại. Ông về vua Ba Tư Nặc mới nghĩ rằng mình như vậy mà mình thua một cái thằng con nít miệng còn hôi sữa, cho nên tức quá, tức quá mà nằm trên long sàn là không bỏ ăn luôn. Tức là giận tức quá, chịu không nổi, thua trận 3 lần, vậy nằm trên bỏ ăn luôn, không muốn làm gì hết. Thì lúc đó tin đồn lan ra dân chúng ai cũng biết, và đồn tới các thầy tỳ kheo, thì các thầy mới trình với Đức Phật, nói bà Đức Thế Tôn, vua Ba Tư Nặc vì thua trận A Xà Thế mà nghĩ rằng là mình tại sao thua một người mà còn miệng còn hôi sữa, cho nên là tự ái bây giờ bỏ ăn luôn rồi. Thì Đức Phật nghe nói như vậy, Đức Phật mới dạy, và dạy cho các thầy tỳ kheo luôn. Đức Phật mới nói rằng nếu chiến thắng thì sẽ sanh thù oán, mà người thất bại thì chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Tức là gì quý vị? Đức Phật dạy thắng cũng không, chưa chắc là sướng đâu quý vị, cũng lo lắm, tại vì chưa biết là kẻ thù sẽ, người thua sẽ trả thù bất cứ lúc nào, cho nên thắng cũng không biết là sẽ bị trả thù bất cứ lúc nào, còn thua thì sao quý vị? Về là ấm ức, về là nuôi hận để trả thù. Cho nên Đức Phật nói nếu người trí là không cần tranh đấu, không có hơn thua những cái chuyện ở thế gian, cho nên thì như vậy mới được ngủ yên, mới được an lạc. Thì thời Đức Phật á, quý vị, là Ngài cũng gặp nhiều trường hợp như vậy lắm. Có một lần mà một người Bà La Môn cứ đi theo Ngài chửi suốt, mắng chửi Ngài. Ngài mới đứng dậy đi kinh hành, thì ổng cũng đi theo ổng chửi. Tới một lúc Đức Phật đi kinh hành xong cái việc của Ngài rồi, ví dụ Ngài đi đủ rồi, thì Ngài đứng lại. Thì lúc đó cái ông Bà La Môn, ông mới hỏi, này Cồ Đàm, có phải là ông thua rồi đúng không? Hỏi Đức Phật là ông có phải thua rồi đúng không? Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng nếu mà người thắng thì cũng sẽ bị thù oán, mà người mà thua thì về ngủ cũng yên. Cho nên là ta bỏ sau lưng mọi hơn thua, cho nên ta ngủ an, ta rất là an lạc. Thì Đức Phật khai thị, khai ngộ cho người Bà La Môn một cái câu này, thì tự nhiên ông người Bà La Môn này thức tỉnh và đảnh lễ sám hối Đức Phật. Thì cho nên quý vị thấy cuộc đời này, thì tất cả những cái gì trong cuộc đời này, cái gì mà có hình tướng mà tranh chấp thì nó sẽ còn hơn thua và thắng bại. Quý vị ngay là hơn gì cãi về lý nè, cãi lý nè, cũng muốn cãi cho hơn nè, rồi cãi gì nữa. Nếu quý vị thấy mà bạn bè mà cãi riết mà thắng thì gì? Nhiều khi sẽ mất bạn. Mà vợ chồng mà cãi quá mà hơn lý, đòi muốn hơn thì sao? Tình cảm nó cũng giảm. Rồi gì nữa? Đi đồng nghiệp mà cãi quá coi chừng cũng mất bạn đồng nghiệp luôn. Mà rồi tất cả hầu như là mình muốn thắng thì nó sẽ mất một cái gì đó. Cho nên trong nhà Phật, Đức Phật thức tỉnh dạy chúng ta những câu này rất là hay. Là lúc bây giờ quý vị, là bà tính chủ Visakha đó, là một người rất là có cái tâm cúng dường. Thì một hôm là bà khoác một chiếc áo choàng rất là sang trọng, cái áo đó rất đắt tiền.
thì bà mới tới cúng dường xác bác. Tại vì thường là cái trách nhiệm bổn phận bà thích mỗi ngày là lo những thực phẩm hoặc lo những cái đồ dùng cho chư tăng ni. Cho nên hôm đó cũng như ngày thường, bà tới bà lo cúng dường những vật phẩm. Nhưng mà bà khoác cái áo rất đắt tiền. Từ hôm đó bà cúng xong thì đi về lại quên cái áo. Thì lúc đó như về tới nhà mới nhớ ra, thì mới nói với cái người hầu là đến tìm lại chiếc áo. Nhưng nếu có vị tỳ kheo nào đụng vào rồi thì thôi, không có lấy nữa. Thì lúc bây giờ A Nan đó quý vị, ngài A Nan thấy chiếc áo này, biết áo đắt tiền của bà cho nên đem đi cất. Cất để chờ bà, khi bà trở lại thì sẽ gửi lại. Khi tới người cung nữ tới hỏi thì biết là ngài A Nan đã đang cất, thì bắt đầu đi về. Thì bà mới tới trình với Đức Phật là con muốn cúng luôn chiếc áo này. Tức là bà không phải là nói là tại các thầy tỳ kheo đụng rồi là không lấy, không phải. Nhưng mà cái ý là tại vì các thầy đã giống như cũng đã có thể đụng vào, có thể sử dụng được, cho nên muốn cúng luôn chứ không có gì hối tiếc. Thì bà muốn cúng luôn chiếc áo này. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà đem cái áo ra thì Phật mới nói nếu cúng số tiền lớn như vậy thì nên xây dựng một cái tinh xá để cho chư tăng có nơi trú ngụ ở để tu tập, thì điều đó công đức rất lớn. Thì bà nghe lời, bà nghe lời Đức Phật. Nhưng mà khi đem cái áo ra bán thì đắt quá, không ai mua nổi hết. Không có ai giàu bằng bà, cho nên là không mua nổi. Thì cuối cùng bà tín chủ Visakha này phải bỏ tiền ra mua cái áo. Và chiếc áo cũng cúng lại, trong áo khoác cũng cúng lại trong 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 chùa luôn. Nhưng mà tiền bỏ ra để mua, nhưng mà cúng lại chiếc áo. Tức là thay vì người khác là chúng ta sao mình thua, mình mất cái áo là coi như mình thua một trận rồi, thì về đau khổ. Nhưng mà bà lại gặp người cung nữ lại cảm ơn. Bà nói rằng cảm ơn con đã giúp cho ta có cơ hội để được cúng dường, có cơ hội để gì? Để xây dựng tinh xá cho tăng chúng ở tu học, cho những vị xuất gia có nơi nương ở tu học, thì điều đó ta rất cảm ơn. Thì gặp như mình thì sao quý vị? Làm gì có chuyện đó hả? Thì nhiều khi mình về mình sẽ giận cái cô cung nữ, sẽ la cổ, là sẽ la tại sao ẩu tả. Thì có một lần một vị cung nữ này cũng tới cúng dường xác bác, đang đi nhà quý vị, thì cầm cái chén mật ong với bát cháo, vô tình làm đụng rớt xuống. Ngài Xá Lợi Phất nói một câu rất là hay, nói rằng bản chất của những cái vật đó là dễ vỡ, bản chất nó dễ vỡ, cho nên là nó bể là chuyện thường. Mà quý vị thấy vậy có đúng không? Bản chất nó là dễ vỡ, những cái đồ chúng ta dùng, những cái này chỉ cần mà đụng rớt cái là vỡ liền. Bản chất nó là như vậy rồi. Cho nên ngay cả con người chúng ta là bản chất là gì quý vị? Cũng dễ vỡ chứ đâu phải là dai đâu. Chỉ cần mà té một cái là gãy xương liền. Hoặc là chúng ta làm cái gì đụng hay vô tình cái gì cái là trật tay trật chân liền. Cho nên bản chất là như vậy. Cho nên lỡ gặp những cái gì xảy đến, chúng ta gặp những cái chuyện gì ngoài ý muốn, mình nghĩ rằng mình không cần phải khổ đau vì nó, mà chúng ta phải quán, mình tập quán. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất, một cái vị tín chủ cũng rất là khá, đang đi cúng dường này này quý vị, thì có người nhà đem tới đưa một tờ giấy. Người hầu á, viết trong đó là chồng và những đứa con của bà đã bị, khi mà đi hòa giải một cái sự tranh chấp, đã bị người ta giết chết hết rồi. Thay như mình á, là mình sẽ bủng rủng tay chân, bỏ hết không cúng dường, lo chạy đi tìm chồng tìm con. Nhưng mà quý vị biết bà này rất bình tĩnh, vẫn lo cái việc cúng dường xong rồi bà mới trình lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới dạy ra cuộc đời này, thì đó, bản chất cuộc đời này tất cả nó đều vô thường giả huyễn. Nó mất đi rồi mà con vẫn bình thường, vẫn bình tâm như vậy, thì như vậy là cái nội lực tu tập mình rất là mạnh. Mà mình nhiều khi có chuyện gì một chút lần sau quý vị, mình nhảy đựng lên mình làm sùm. Thì điều đó mình phải, mình phàm phu thì đương nhiên, mà quan trọng mình phải thấy được cái nóng vội của mình, thấy được cái. Cho nên người càng điềm tĩnh là người đó trí tuệ. Cho nên Đức Phật mới dạy, nếu trong cuộc đời này mình gặp những cái thắng thua thì mình bằng cách nào để mình chịu thiệt, chịu thua, để mình làm sao để mình chịu thua quý vị. Thường mình hay tranh đấu một cái gì quý vị không chịu thua, chúng ta thường không chịu thua. Thì Đức Phật dạy ba cái cách để chúng ta ứng dụng trong
trong quá trình tu tập. Lỡ chúng, ví dụ chúng ta đang tranh đấu một cái chuyện gì đó, mình muốn thắng cho mình không muốn thua, thì Đức Phật dạy nên học ba cái cách này để gì? Để mình chấp nhận cái thua đó đi, không sao. Mình thua mà thua trong cái an lạc mà ngủ yên. Thứ nhất là Ngài dạy, lỡ chúng ta đang trong quá trình tranh đấu như vậy thì quý vị quán rằng có tranh đấu lẫn nhau rồi, con người chúng ta đang đi dần tới cái chết. Quý vị thấy có đúng không? Mỗi người chúng ta sống ngày hôm nay, nhưng mình đang từng bước đi dần tới cái chết, chứ đâu có phải đi dần tới cái sống đâu. Không biết sẽ chết bất cứ lúc nào. Mình quán như vậy, tự nhiên mình cũng không muốn hơn thua nữa. Tại vì Ngài mới dạy rằng nếu mà chúng ta chết mà mang đi những cái tâm niệm oán thù, mang một tâm niệm rằng nó đánh tôi, nó giận tôi, nó ghét tôi, mang cái tâm niệm đó thì cái chết chúng ta bất an, cái chết chúng ta không có sự an lạc. Cho nên nếu khi quý vị đang tranh đấu hơn thua một cái gì đó, Đức Phật dạy mình học theo. Ngài dạy rằng mình cứ quán tưởng cái điều thứ nhất là gì? Chúng ta đang đi dần tới cái chết. Cho nên để làm sao? Để chết được an lạc. Cho nên thôi, cũng cần hơn thua tranh đấu để làm gì. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai Ngài dạy là gì? Là phải nghĩ tới những cái điều tích cực, nghĩ tới những điều thiện, điều tốt. Đó là tâm gì? Tâm vô ngã vị tha của một vị Bồ Tát. Là chúng ta nghĩ tới những điều tích cực, những cái điều tốt tự nhiên, những cái ý niệm mà chúng ta cảm thấy mất cỡ, ý niệm chúng ta tự ái, ý niệm bản ngã tự nhiên nó sẽ mất, nó không còn nữa. Cái cách này chúng ta ứng dụng cũng rất là hay quý vị. Cho nên nhiều khi quý vị nói con biết là Đức Phật cũng dạy là đừng có hơn thua nữa, nhưng mà cách nào để mình đừng hơn thua? Thì cho nên mình quán những cái cách đó, đó là cách thứ hai. Mà cách thứ ba Ngài dạy là gì quý vị? Tức là phải nương vào năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mình nương, khi chúng ta nghĩ tới điều thiện rồi, mình có một cái điểm nương tựa, tức là nương về những cái giới luật. Để mình sống đúng theo những giới luật đó thì thưa quý vị, mình đâu có phải cần tranh chấp gì nữa đâu. Mình không cần hơn thua. Cho nên đây là cái ba cách mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta rất là hay. Mình ứng dụng trong cuộc sống. Lỡ quý vị đang hơn thua với bạn bè, hơn thua với chồng vợ, hơn thua với cha mẹ con cái, hơn thua với những bạn đồng nghiệp, hơn thua về hàng xóm, về những người xung quanh, chúng ta đang hơn thua những cái chuyện gì đó, thì chúng ta quán những cái điều đó thì tự nhiên mình không cần muốn, không muốn nữa. Có thể họ cho rằng mình thua, nhưng mà thua đó là gì? Đó là người mới là người cao thượng đó quý vị. Cái thua nhưng mà cao thượng. Chứ đồng quý vị đừng nghĩ rằng mình thua như vậy là nhục. Tại vì cái ngã mình cao, mình mới nghĩ đó là nhục. Vậy Ngài còn dạy một cách, rồi trừ trường hợp nếu tranh đấu, tranh luận, tranh đấu mà chúng ta thua rồi, chúng ta bị thiệt hại, bị tổn thất rồi, hồi nãy là mình đang trong quá trình tranh đấu, chưa biết thắng hay thua, thì mình quán ba cái cách đó để mình buông. Nhưng mà giả dụ tranh đấu mà chúng ta bị thua rồi, chúng ta phải quán cái gì? Quý vị nào biết không? Biết quán gì không? Nếu chúng ta thua thì Đức Phật mới dạy cái cách là mình phải quán cái gì. Thứ nhất, mình phải xét lại mình đang truy cầu, truy tìm cái hạnh phúc, truy tìm cái gì để được hạnh phúc. Nếu chúng ta chạy theo danh vọng, địa vị, lời khen, tiếng chê, nếu chúng ta chạy theo những cái đó, chạy theo vật chất, tiền của, chúng ta bị thua những cái đó, cầu danh mà không được, quý vị thua, quý vị muốn có chức quyền mà không được, quý vị thua, quý vị cảm thấy buồn khổ, thì Đức Phật chỉ mấy ngày mới giải thích cho chúng ta thấy rằng thì những cái đó chưa đích thực đó là hạnh phúc. Những cái đó chỉ là vô thường giả huyễn. Cuộc đời chúng ta tranh đấu những cái đó không phải hạnh phúc đích thực. Nếu người biết sống, biết tìm hạnh phúc chân thật là người hướng tới những điều lành, hướng tới sống những điều đạo đức nhân nghĩa, thì nếu chúng ta vì cái tranh đạo đức nhân nghĩa mà chúng ta thua, chúng ta buồn thì chấp nhận. Mà chúng ta tranh vật chất, tranh địa vị, tranh tiền của mà thua, cái đó không phải là thua. Đức Phật thường dạy mình câu sau rồi, quý vị nào còn nhớ không? Thắng cái gì đó dầu tại bãi chiến trường, câu pháp cú là mình học rồi. Thắng hàng ngàn quân địch là gì nữa quý vị? Tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Tức là mình thắng được bản ngã của mình thắng được bản thân của mình,
thì cái đó mới là chiến thắng tối thượng. Còn chúng ta có thua về vật chất, cho nên nếu chúng ta biết nghĩ tự nhiên mình an lạc, chúng ta thấy người khác đi chiếc xe ngon hơn cái mình cũng tức, mình nói rằng mình phải có chiếc, mình nghĩ rằng mình xe, mình xe có chiếc xe đi được rồi, đâu cần xe tốt xe xịn, miễn có xe đi được rồi, cái tự nhiên mình an, mình không cần tranh đấu, mình không thấy thua ai hết. Rồi mình thấy nhà kế bên, nhà sao to đẹp quá, mình cũng nghĩ rằng thôi mình nhà mình nhỏ nhưng mà có căn nhà ở chui ra chui vào là cũng đủ rồi, cái tự nhiên mình an lạc, mình không có cái tâm tranh đấu. Thấy người ta đẹp hơn thì mình nghĩ rằng mình có mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ để còn tu tập, để còn hướng điều lành, để còn làm thiện, đó là đủ rồi. Chứ còn mình đòi đẹp như người ta rồi mình buồn khổ quá không được. Rồi thấy người ta có chồng đẹp, vợ đẹp, rồi có ngon lành, cái mình cũng ganh tị đố kỵ, thì tự nhiên mình sẽ phải khổ với những cái đó. Cho nên khi mình quán những cái điều đó, Đức Phật chỉ cho chúng ta những cái điều đó, tự nhiên mình biết nghĩ như vậy, cái tâm mình an lắm. Mình chỉ cần mình có ngủ an là được. Cho nên nhiều vị đó, nhiều vị cứ hỏi Đức Phật là mình tại sao mình không phải tranh đấu những cái chuyện đó. Ngài nói rằng tranh đấu rồi về có được an không? Không bao giờ an. Cho nên làm sao mà chúng ta nằm xuống, chúng ta ngủ an, thì cái đó là chúng ta bình yên, là chúng ta biết. Cho nên mỗi khi mà chúng ta bị một cái sự tranh chấp, chúng ta không nghĩ đó là thua, mà một người mà chạy theo những cái đó là chạy theo gì, cái việc bản ngã, chạy theo những cái địa vị danh vọng, thì cái đó rồi cũng sẽ mất. Tại vì nó chỉ là vô thường giả huyễn hết. Quan trọng là chúng ta làm cái gì mình thua, cái này mới là thua nè quý vị. Ví dụ quý vị mất một tiền của, một chút xíu, quý vị đừng cho rằng là thua. Tại vì nhiều khi cái phước mình chưa đủ, mình không được hưởng. Còn nếu quý vị đi bố thí, quý vị có thấy mất không? Đâu có mất đâu. Là người ta được thắng, tức là người ta được của, người ta xài. Người ta có được vật chất, người ta xài, người ta vui. Còn mình có được cái gì quý vị? Mình có được cái phước mà đâu có mất đâu. Mình có được sự kính trọng, sự tôn trọng, sự thương quý nữa. Cho nên mình không mất. Mình sống đạo đức nhân nghĩa. Mình nghĩ rằng mình người ta mắng chửi như vậy người ta thắng, nhưng mà không phải. Mình sống đạo đức nhân nghĩa, tự nhiên mình gì? Mình được mọi điều tốt đẹp, cuộc sống an lạc là mình không mất. Cho nên trong cuộc đời này, quý vị đừng lo sợ là chúng ta tranh chấp những cái chuyện đó. Mình ai cũng muốn rằng phải làm cho họ sợ, phải làm cho họ khuất phục, họ sợ. Thật ra thưa quý vị, hơn thua sợ những cái đó không là gì cả. Mà người ta nể sợ mình về cái giá trị đạo đức. Người ta nể sợ mình về cái gì? Về cái nhân phẩm, về cái đức tu tập của mình. Thì cái đó mới là đáng sợ. Chứ còn ví dụ quý vị nói đừng có chiều nhiều khi sợ để làm lập tới, mà thật ra người ta có làm tới những cái chuyện đó, người ta cũng tổn đức thôi, cũng không có được lợi lạc gì hết. Cho nên tất cả cuộc đời này nó nhân duyên nghiệp quả. Nếu quý vị làm một cái chuyện gì đó, quý vị cảm thấy mình cứ thất bại hoài, mình không được những cái điều tốt đẹp, thì mình phải quán tất cả là cái nghiệp duyên của mình thôi, chứ không phải là do người ta tranh đấu, người ta cố tranh giành mà được đâu quý vị. Nhiều khi mình tranh hoài mà không được. Cho nên nhân quả nghiệp báo cuộc đời này nó rất là rõ ràng. Quý vị đã từng đi Ấn Độ, quý vị nhớ đã từng tới trường đại học Nalanda không? Quý vị nhớ không? Bị đổ nát đó. Trường đại học Nalanda. Thì vào thế kỷ thứ 6 là ngài luận sư gọi là tên là Giới Hiền làm trụ trì ở đó. Lúc đó bây giờ là rất là thịnh, đạo Phật rất là thịnh lúc bây giờ là thế kỷ thứ 6. Ngài Giới Hiền làm đạo luận sư ở đó. Luận sư là gì quý vị? Là một người viết những cái luận về luận giải những cái kinh điển Phật. Cho nên kinh luật luận giải những cái kinh điển Phật cho chúng ta hiểu, cho nên gọi là nhà luận sư. Thì vị này chuyên thuyết giảng, chuyên độ sanh và hướng dẫn, giúp được bao nhiêu rất là nhiều người hướng về quy y Tam Bảo, hướng về tu tập, công đức rất là vô lượng, rất lớn. Nhưng mà tự nhiên quý vị biết là có một ngày tự nhiên con người của ông, của ngài á, mọc ghẻ lên đầy người và đau nhức không cách nào để trị được. Thì lúc đó ông mới nản lòng, ông mới nói rằng bao nhiêu năm mình dạy học, mình làm công đức như vậy mà tại sao không được gì cả. Cảm thấy nản lòng và muốn tự tử. Quý vị thấy, ngài muốn tự tử. Thì hôm đó sau cái thời kinh, tụng kinh xong, ngài xuống nằm
trước khi uống thuốc, ngài nằm tĩnh dưỡng, giống như nằm nằm an tĩnh một chút xíu để sau đó chuẩn bị thuốc một bên rồi quý vị chuẩn bị uống. Thì trong lúc mà nằm thì ngài mơ màng, ngài thấy Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Âm, những vị Bồ Tát đó đến bên ngài và nói rằng: ông chớ nên, chớ đừng vội tự tử, như vậy sẽ rất tạo cái nghiệp rất là lớn. Ông phải nhớ rằng năm nhiều kiếp về trước, 500 đời ông đã từng làm vua, và ông đã giết oan, giết chết biết bao nhiêu người. Cho nên vì cái nghiệp quả như vậy, cho nên những cái oan hồn đó nó theo, nó phá cái nghiệp quả đó, ông phải lãnh chịu. Thay vì ông phải đọa vào địa ngục, phải đọa làm những cái kiếp khổ đau hơn nữa, nhưng mà nhờ công đức kiếp này, những kiếp này ông tu tập, ông truyền giảng giáo pháp, ông độ bao nhiêu người làm công đức lớn, nhờ công đức đó, cho nên thay vì cái nghiệp quả phải đọa địa ngục thì chỉ bị gãy lỡ thôi. Thì cho nên ông chịu, ráng chịu đựng trong vài năm nữa thôi là sẽ hết, tự nhiên sẽ hết, và sẽ có người ở Trung Hoa sẽ đến cầu đạo với ông. Thì thưa quý vị, đúng. Và sau khi tỉnh lại thì ngài không có uống thuốc nữa, bỏ qua một bên và cố gắng vẫn tiếp tục con đường truyền giảng chánh pháp, vẫn dạy học, vẫn làm công đức. Và đúng 3 năm tự nhiên nó hết hẳn luôn quý vị. Cho nên quý vị thấy nhiều khi mình có những căn bệnh mà tự nhiên tới lúc nó hết, nó cũng hết đó quý vị. Nhiều khi mình nói phước chủ may thầy gì đó, tới lúc nó hết là nó hết. Những cái bệnh nghiệp đó, từ tới lúc nó sẽ hết. Thì ngài giới hiền cũng vậy là quý vị, khi mà hết rồi thì sao? Thì tự nhiên rồi có ngài Huyền Trang bên Trung Hoa đến cầu học. Và ngài đã gần hơn 100 tuổi quý vị. Lúc bây giờ luận sư Giới Hiền là trên 100 tuổi, đã truyền hết kinh nghiệm, truyền hết những kinh điển, những cái gì mình học được từ giáo lý Phật Đà cho ngài Huyền Trang. Thì điều đó quý vị thấy, một người tu tập như vậy vẫn còn bị nghiệp quả, tức là thay vì nặng nhưng mà chuyển thành nhẹ. Cho nên có những lúc chúng ta có những cái bệnh tật hoặc những cái gì đó, quý vị đừng vội mà để trách. Mình nói rằng sao mình tu lâu này không linh nghiệm, mà bộ mình tu Phật không độ mình, hoặc tại sao mình không được như vậy. Thì thưa quý vị, mình nghĩ những cái điều tích cực khác, rằng là nhờ mình có tu, cho nên thay vì nó nặng hơn thì bây giờ mình có những căn bệnh nhẹ như vậy. Tức là mình không có cái nghĩ hơn thua, mình không có nghĩ rằng tại sao mình phải bị thiệt hại như vậy, thì tự nhiên mình sẽ an lạc. Cho nên ví dụ trong cuộc đời này, quý vị đi làm cái gì mình cũng thua người ta hết. Cái mình cứ nghĩ tư tưởng là nó hại tôi rồi, nó tại cái người đó nó đấu với tôi, nó hại tôi mới thua. Quý vị nghĩ tư tưởng đó cho nên mình khổ đau, mình cứ phải nuôi hận, rồi mình cứ phải gì, mình cứ phải ấm ức khổ đau cho bản thân mình. Cho nên mình đừng nghĩ gặp những cái lúc mình bị thua trận, hoặc bị những cái tranh chấp trong cuộc đời này, mình có thua mình cũng nghĩ rằng thôi phước mình không có, cái nghiệp mình nặng, cái tường mình chưa có tu tập, mình không có phước, cho nên thôi mình có bị thua thiệt một chút không sao. Tự nhiên quý vị nghĩ như vậy thì cái đức mình sẽ có. Mà cái đức nó tăng thì cái nghiệp nó sẽ chuyển từ từ. Quý vị làm phước một phần, nhưng mà cái đức cũng rất cần thiết. Cho nên dù người đó mắng chửi, người đó nói những cái điều không có tốt đẹp, mà quý vị vẫn được, vẫn an lạc, quý vị vẫn bình tĩnh, thì quý vị cái đức mình tăng. Còn mà quý vị đổ thừa tại người ta dạy cho nên mình mới sân, thì người ta đã dạy mà mình còn dạy nữa thì mình cũng như người ta. Cho nên chứng tỏ mình tu chưa có cao. Cho nên mình cố gắng mình học cái kinh Phật, mình đừng không cần hơn thua. Hơn cũng không cần, mà thua cũng chẳng buồn khổ. Nếu quý vị còn thấy đạt cái gì đó mà quý vị vui, mà mất cái gì đó quý vị buồn, là mình còn khổ vì cái được và cái mất. Cho nên mình cố gắng mình quán như những điều hồi nãy chỉ quý vị đó, là Đức Phật chỉ dạy chúng ta mình quán cuộc đời này ai cũng rồi sẽ chết thôi. Cho nên thôi thì còn sống được bao nhiêu, chúng ta sống trọn lòng, chúng ta sống bằng tất cả tấm lòng của mình. Còn ai sống với những điều không phải thì có cái gì quý vị, nhân quả nghiệp báo. Thì mình nghĩ như vậy mình an lạc. Rồi quý vị còn ai hỏi gì nữa không? Hết ha.